xe nè. Xe cả đống tuyết luôn nè. Tuyết không? Wow, I can get the vlog. Yeah, that's cool though. Bão tuyết cũng tuần trước rồi mà bây giờ vẫn còn ở đây, vẫn còn dày như thế này. Và mấy bữa cũng có nắng cho nên tuyết ở đây đã đông, những cái lớp này đông thành đá hết rồi. Đi, mình đang đi ở trên đá này, rất là trơn. Như thế này mình cũng phải cẩn thận lắm, nếu không là cũng dễ té lắm. Đây nè, mình nhìn thấy nè, những cái bước chân người ta đi rồi đông thành đá hết ở trên đây. Này rất là trơn á. Đây là cái hồ nước rất là lớn luôn mà bây giờ đã đóng băng hết, trắng hết luôn rồi. Này gọi là dòng sông băng. Có somebody câu cá gì kìa, right there. No, ice fishing. Oh, ice fishing over there. Một hai người đó. Oh yeah, có mấy người người ta khoan lỗ câu cá. Nguyên cái dòng sông rồi đóng băng hết rồi, câu cá. Khô rồi. Không có lèo, không có kéo xem sợi dây in case. Nếu mình nứt ra nó bẻ kéo vô được. Snowman. Trắng hết trơn rồi. Nhắm ấm chừng vào đau hả? Tuyết rơi mấy cái cây nè, nhìn đẹp không? Quá wow, trời tuyết luôn. Tuyết quá chị, tuyết luôn. Tuyết quá thì tuyết luôn. Tuyết thì đứng đầu nha. Tóc quá trời tóc luôn. Tóc để thì chị sẽ phi cho ba nè. Đây nè. Phúi. Quá trời luôn nha. Này hết luôn rồi, trắng hết chân cây luôn rồi. Wow. Baby. Wow, it's so old baby. Wow. Đây. Đây rồi cái bức tường. Tuyết gì đó, tuyết gì đó. Ở đây bước ra đi, bước đi. Bước đi, cho đi thẳng đó đi. Đông đã hết rồi. Tuyết không, chạy không tuyết. Tưng cả tưng. Cởi ngựa nha. Look at this way.